Hello, chào mừng các bạn đến với tựa game Dragon City. Mình là Sunita đây. Rồi, hôm nay thì đã mở khó con rồng kia rồi các bạn ạ. Giờ mình vào mình kiếm rương đồ các kiểu nha. Thì hiện tại là đang có quảng cáo xem được 1.000 game cũng như là được cái vật phẩm là Eternal các bạn ạ. Mình xem quảng cáo trước đã nha. Rồi, mở cái rương này. Hit 3 internal các bạn. Okay, lấy rương. Được có một game các bạn, quá thảm luôn. Chúng ta chơi lại cái này thử xem. Hôm nay liệu mình có nhân phẩm cao hơn không các bạn? Ba mới bằng ba rồi. Mới mang hai mà nhiều trái cây rồi. Lần 7 thì bị bắt rồi các bạn ạ. Thôi mình quýt nha. Quýt cho rồi. Không để bị nó dùng nữa. Đây, đi qua đi sự kiện chút nè. Mở khó con rồng Legend rồi các bạn. Con này. Nhưng mà mình đi con này cái đã. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Không đủ con quá ta. Sợ không đủ con các bạn ạ. Đó, nó cũng nhiều con lắm. Đang định một là lấy rương, hai là lấy kiếm. Tại vì cái này mình cũng đạt tới 32 trên 35 rồi các bạn ạ. Ba vật phẩm nữa thôi. Ba hai trên 35 rồi các bạn. Cho con này ra. Ủa, cái này có summon Happy Hour à? À, đúng không? Đang có summon Happy Hour các bạn. Có thể thoải mái mà sum nè. Chắc là mình không có con nào để sum rồi. Chắc mình chưa có đầu tư con nào các bạn ạ. Mình tiếp tục chơi City thôi. Đúng rồi, có con này đây, có con này các bạn, rồng đặc biệt. Rồng lửa đặc biệt các bạn ạ. Cho nó ra luôn. Mà còn tốn 17 tiếng các bạn ạ. À, xem tiếp con Boss City này. Okay, con rồng lửa này là con rồng lửa có dạng đặc biệt các bạn ạ. À, trứng thì giống rồng lửa nhưng mà mang tên là khác. Hôm nay nó có tên rồi, ngày xưa nó là giống giống y chang rồng lửa luôn các bạn ạ. À, xanh không lót được cái hình ảnh nhờ.
À, các quả trứng là nó có hình ảnh hết á, sao con này nó không lót được nè, không lẽ dạng baby của nó là không có hình nè ta. À, đất lá băng con rồng lửa nhưng mà không thể để ở được đạo lửa được, không thể được ở đạo lá và phải cho vô đây, nó không có trong sách luôn kìa, nó núp đâu phía dưới các bạn, nó nhảy xuống đâu phía dưới đây này, gọi là vùng ẩn quyển sách hay sao đó. Ở dạng level 1 thì nó không có ngoại hình cố định các bạn ạ, tức là lên level 4 nó có cái ngoại hình như thế này, và lên level 7 nó ngoại hình như thế này, rồi mình chỉ cho nó lên level 15 thôi nha. Con này mang tính chất sưu tập, gọi là rồng hiếm thôi các bạn ạ, gọi là rồng hiếm, không có trong Dragon Book, không có trong cái quyển sách quái vật, quyển sách rồng nhé, quái vật cái gì Dragon chỉ có rồng và rồng thôi các bạn ạ. À, chúng này ra tí đánh quest các bạn, hiện tại mình khá khá rồi này, 2 4 6 8 10 rồi, 10 con các bạn. Bữa giờ là dừng cuộc đua Heris thì mình tranh thủ liền rank cho mấy con này, và rank cho nó rất là căng luôn, đang đầu tư cho. Rồi tiếp tục cho nó lên level 30 nhé các bạn, sau đó đi kề quét tiếp. Ok, giờ là thu mắt được con lần này rồi nè, thu mắt được con lần này rồi, bây giờ đi con còn tiếp tục đi con Legend đi. Legend nào. Rồi, lấy được một cây kiếm nữa. Black chết lấy double luôn. Ok các bạn, xem một cáo lấy double Black chết luôn. Rồi nó được rồng thì cũng ngon. Hai lần trái cây các bạn, không được rồng rồi. Một vật phẩm mà các bạn ạ. Còn cái kia với cái kia thì không biết hai hai con rồng này đi có tốn nhiều con không để lấy được cái rương đầu tiên các bạn này, không biết có tốn nhiều hay không nữa. Rồi mai thì mình chắc sẽ đưa ra quyết định giữa việc lấy cái chìa khóa và lấy cái rương các bạn, nhằm lấy cái kiếm và lấy cái rương thì chắc là mình mở tầm, nếu mà nhỏ thì là hai rương nữa thì mình đạt được mốc này, còn nó hơn này một rương các bạn ạ. Còn mốc này cho thấy nó xe vời quá, mốc này tốn nhiều nhiều game lắm các bạn ạ. Mai nó mới bán rương rương offer, mai rồi tính tiếp. À đúng rồi, đây 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 đây. Đấy các bạn ạ, mình đã nhận được móc của con rồng mythical rồi. Rồi, mình nhận con mythical này nha các bạn. Mình luôn. Được quẻ trứng mythical được là con Pink Husk Dragon các bạn. Con rồng mythical, cũng một rồng mythical cấp 10. Ok. Rồi cho em nó ra luôn nha các bạn. Store. Tính ra là đây là rảnh rảnh chỗ trống để ấp trứng rồi chứ ta. Mình ấp một vài quẻ trứng, không biết mình còn con Heris nào không nhỉ. Đây.
còn có hai relay lên này, can float ra luôn nè. Nó coi thử còn có con mythical nào không, cho ra dần các bạn ạ. Ra dần cho rồi. Đây, mythical gần đây nhất là con này. On my gritty. Đó. Thêm con nữa. Up bear slot các bạn, còn để bear slot up trứng rảnh với bear slot lai rồng rảnh để rảnh thì lai rồng và up trứng là nhiệm vụ. Ủa mình có một con rồng ascended à? Bạn. Mình có con ascended Sage hồi nào không biết ta. Không để ý luôn á. Rồi, tập này mình sẽ review con này nha các bạn. Arcana Frost, tập sau là review con ascended Sage sau. Con rồng này thì nó lại không thể sản xuất được trái cây các bạn ạ. Không sản xuất trái cây thì chỉ để nó vào đảo thường thường thôi. Cho nó vào đảo kim loại nha. Đó, nó không sản xuất được trái cây các bạn. Con này nó có mang một theo một con mèo hay là con cáo nhỏ màu tím kìa các bạn. Bạn để ý này. Mà hình như lúc lúc baby nó dễ thương hơn, lúc lên dạng lớn nó hung dữ hơn sao các bạn nha. Đúng rồi. Lúc là dạng nhỏ nó chưa biết dọa ai, lớn lên nó biết, nó lại biết bắt nạt người khác rồi. Rồi chút vô bánh thử con mèo nó có tác dụng nhiều nha các bạn, nó có cào nhiều nha, nó chỉ đứng múa thôi. Arcana Fox. Rồi, múa cái gậy màu tím các bạn ạ. Bộ hệ, tí coi thử bộ hệ khác được nhiều nha, bộ hệ đẹp không nha các bạn. Rồi, skill đặc biệt là skill đầu tiên của bộ hệ cổng không gian là đánh multi time và steel line. Tức là y chang con cổ các bạn, đánh nhiều mục tiêu và hút máu. Không có cái quest nào để cho nó múa rồi các bạn ạ. Nếu mà nó múa quest này nó muốn tiêu hết mấy con kia, muốn tiêu hết mấy con kia các bạn. Ok rồi, cho nó múa trận này. Làm cái skill đặc biệt các bạn ạ. Nó bắn phát mấy rồng sau nó rip hết các bạn ạ, nên mình không có cho các bạn xem kỹ được. Để mình canh kỹ lại nha. Cả 5 kỳ không? Thôi, cho nó quýnh skill thường. Skill đặc biệt có thể cho nó đi west chẳng hạn. Nó xem lại nó quýnh skill thường như thế nào. À, cho nó đi đấu trường cũng được mà. Thôi, cho nó làm fast skill kim loại nha bạn. Nó triệu hồi một cái dòng năng lượng gì trên trời đổ xuống. Mình có thể gọi như là thác nước tím đi chẳng hạn. Một cái thác nước đổ nước có màu tím rớt xuống phía dưới, gây sát thương ở trước mặt mục tiêu các bạn ạ, chứ không phải là dính mục tiêu. Cho nên em nó đi đấu trường là nó quýnh được on time bên kia. Toàn mạnh không vậy?
Tower. Toàn là mạnh không các bạn ạ. À, để ra sân một trận. Mới có rank 2002 đấu trường mà đã toàn là rồng mạnh rồi các bạn. Dragon được áp bết máu và đam. Wow. Mình có nhầm vậy, Dragon trâu vậy sao? Nó làm phát đi luôn rồi các bạn. Ủa à, sống lại rồi, sống lại, sống lại rồi các bạn. Tính ra con kia gục rồi, con này sống lại rồi. Nó còn xíu máu, nó vẫn cái đam như thường các bạn, vẫn cái đam to như thường. Các đội hình nào yếu yếu không người anh em? Anh rồng mình có level 30 thôi mà. Rồi, tạm đánh với đội hình này các bạn. Đội hình này xem như là yếu rồi á. Đây, mang theo hai con rồng của đợt đợt gì đây? Divine lần này toàn là đánh lan không, đội hình mình đang toàn là đánh lan không các bạn. Rồi, cho em này ra. Rồi, để xem thử bộ hệ này nó khác như thế nào đây. Đối với hệ này thì nó khác được hai hệ khác nhau các bạn ạ, là hệ trao và hệ bông. Trao và bông các bạn. Trao là hệ đây này. Bông hoa đào là hệ hồng hồng nè, đó nó khác được hai hệ luôn các bạn ạ. Ồ, khác được hai hệ nè. Hệ đầu khác hai rồi, hệ sau kim loại là khác được đất băng, tới nước là khác được lửa chiến binh, tới chiến binh khác được đất bóng tối. Vậy là một cặp hệ trùng các bạn ạ, đó là kim loại và đất, kim loại và chiến binh đều khác được hệ bóng tối các bạn ạ. Còn là khác là bốn hệ khác được 7 hệ khác nhau và sợ hai hệ. Mà sợ hai hệ là hệ này gọi là hệ gì ta, pháo hoa đi hả, với quéo quéo này là khác được hệ tròn nè, và hệ bông hệ gai đi, hệ gai này là khác được hệ tròn nữa. Nó cũng sợ hai hệ khác nhau các bạn ạ. Ở này là cộng được 50% đam à. 1 2 3 4 5 6 6 6 phát các bạn ạ. À, búp lên được là 23.000 máu và búp nhiều hơn máu của nó rồi. À, 3 tuần sau mới hồi. Giờ con này ra khác nào nó tiêu diệt hết rồi. Con này 2 sao nè. 2 sao mát răng. 22.000 máu. Hai con sau đánh đam khá là bé, chỉ có 4.000 mấy thôi, búp lần 60.000 máu. Nó búp cho nó thôi nha các bạn, nó không có búp cho người khác nha. Ồ, đánh multi time cũng yếu lắm, không bằng cái này. Con này là hàng xịn rồi, bập bập Eris là hàng xịn rồi các bạn, nó làm phát là đi à. Rồi, ok, và video của mình đến đây là kết thúc nha. Chào tạm biệt các bạn nha.